Các nhà khoa học Ba Lan cho biết khi đốt loại nhiên liệu có tên là Vammo này sẽ tạo ra ít chất ô nhiễm hơn so với các loại than đá thông thường. 90% thành phần của hỗn hợp Vammo là than đá, trong khi đó 10% còn lại là chất tạo xơ gỗ và glycerin. Các nhà khoa học cho biết họ đã mất 6 năm để thử nghiệm Vammo trước khi công bố nó vào đầu tháng 3 vừa qua. Chúng tôi sử dụng một loại máy được gọi là máy ép để ép hỗn hợp thành một dạng được sử dụng trong gốm giống như gạch. Trong khi phòng sấy có máy sấy sinh học bởi vì nó hoạt động ở mức nhiệt thấp, do đó sẽ không tồn tại bất cứ nhân tố độc hại nào nữa. Cùng lúc, quy trình sản xuất loại hạt Vammo là tự động, chỉ đòi hỏi 5 nhân công. Sau khi được trộn cùng các loại nguyên liệu thích hợp và nén thành hạt, Vammo sẽ được chuyển tới lò sấy sinh học sử dụng khí metan. Cuối cùng, chúng sẽ được đóng trong các bao giấy một cách tự động trước khi được xuất ra thị trường. Galexka cam kết rằng loại nhiên liệu mới sẽ thải ra môi trường ít chất ô nhiễm hơn than đá thông thường rất nhiều. So với than đá, Vammo thải ra ít hơn 90% chất ô nhiễm, đặc biệt là các chất gây ô nhiễm như benzoát. Không chỉ thế, Vammo còn tạo ra ít tro hơn. Cuối năm ngoái, chính quyền Ba Lan tuyên bố rằng họ sẽ nỗ lực giảm phát thải carbon theo đúng yêu cầu của Liên minh châu Âu bằng các công nghệ mới thay vì cắt giảm nhu cầu sử dụng than đá. Với dự án Polski Kos, hạt than Vammo có thể giúp Ba Lan đáp ứng những nghĩa vụ này.